Thì bữa nay hồi nãy là sám hối theo truyền thống phải không nè? Dạ. Không. Sám hối âm. Bữa nay là thứ tư hả quý Phật tử? Thứ tư ngày 6 hả? Dạ. Ngày 6 tháng 3 1. Ngày 6 tháng 3 2019 nhằm ngày 1 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Cái viết này đẹp quá nhưng mà ra chữ nhỏ quá. Ở dưới quý Phật tử thấy không? Dạ thấy. Thấy nhưng mà đâu có đọc được đúng không? Thấy cái bản. Không. Rồi, vậy là bữa nay chúng ta chia sẻ cái tự nhiên là cái chủ đề vậy đó. Sám hối. Rồi. Chủ đề này là giảng nhiều rồi. Bữa nay mình sẽ giảng cốt lõi nội dung của bài kinh sám hối. Thì phần đầu á, chúng ta nhớ chỉ có một cái nội dung này. Cái thứ nhất là trong kinh sám hối đó, cái phần đầu của cái phần sám hối hồng danh á, thì trong phần đó chư tổ có dẫn rằng là con nay con sám hối nè, con thành tâm con tu tập nè, con hồi hướng là con duy chỉ có là hồi hướng về vô thượng bồ đề mà không cầu cái quả vị thanh văn duyên giác hay bất cứ quả chuyện gì, nghĩa là con sám hối để cầu quả vị bồ đề. Vậy thì cái của con cầu á là cầu cái không, nghĩa là sám hối để làm sao cho cái tâm của cái người sám hối đó nó đạt được cái bờ giác. Chữ bồ đề á là chữ giác, bồ đề là giác, cho nên á chữ bồ tát á thì cái chữ bồ á là bồ đề là giác, mà tát á là tát đỏ là hữu tình, cho nên bồ tát là giác hữu tình, còn bồ đề là giác. Mà cái giác á gọi là cái tánh không, cho nên chúng ta gọi là không sanh không diệt mới gọi là trí bát nhã. Như vậy thì cái người sám hối là để trong tâm của mình á, nó không còn cầu cái này đắc cái kia. Dầu rằng ở đây có cái chữ cầu nhưng mà không có cầu gì hết, cho nên gọi là sám hối. Cho nên nghe cái từ sám hối là gì? Sám hối là sám kỳ tiền khiên. Sám kỳ tiền khiên có nghĩa là ăn năn lỗi trước. Ăn năn lỗi trước. Rồi gì nữa? Hối là hối kỳ hậu quá, có nghĩa là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Chừa bỏ lỗi sau nghĩa là lỗi sau còn phạm nữa không? Không, từ nay về sau con không phạm lỗi nữa, gọi là chừa bỏ lỗi sau. Ăn năn lỗi trước là trước con lỡ làm, giờ con thấy con bức rứt, con cải hối. Như vậy thì cái chữ sám hối nó có nghĩa là ăn năn và chừa bỏ. Nghĩa là ta có một cái lỗi rồi thì bây giờ cái lỗi trước nè, ta ăn năn, nghĩa là từ nay trở về sau ta chuộc lại. Cái chữ ăn năn nó có tính chất là chuộc lỗi. Mà chừa bỏ có nghĩa là không làm, không phạm nữa. Vậy thì muốn chuộc lỗi chúng ta có nhiều cách để chuộc. Sám hối có nhiều cách để chuộc lỗi. Điều đầu tiên con sám là để cái tâm con không có cầu cái gì hết, mà chỉ cầu vô thượng bồ đề, không cầu quả vị thanh văn duyên giác như bồ tát. Rồi bây giờ cái sám hối có nghĩa là cái hình thức con chuộc lại lỗi lầm. Con chuộc lại lỗi lầm. Vậy thì con đã gây ra bao lầm lỗi,
khi nói, khi làm, khi tư duy. Vậy thì chúng ta có ba cái tội. Cái tội từ khi tư duy, nghĩa là chúng ta tà tư duy thì giờ này phải chánh tư duy. Chúng ta lỡ tà ngữ, cho nên là từ cái miệng chúng ta đó, khi nói, khi làm, khi tư duy. Vậy thì ba cái tội nó khởi ra từ ba nghiệp, cho nên bây giờ mình chuộc lại lỗi lầm cũng từ nơi ba nghiệp đó. Cho nên cái cách sám hối mà để chuộc lại cái lỗi lầm nè, vậy thì bây giờ con chuộc ha. Vậy là con chuộc cái lỗi lầm từ nơi cái việc làm của con. Vậy là thân con làm ác. Vậy tội có nghĩa là ác. Vậy là thân làm ác. Vậy bây giờ con chuộc lại cái lỗi lầm là con lại Phật là nó hết tội. Y như là con giết con chuột, cái con lại Phật, cái con chuột nó thôi mày lại Phật ta tha mày. Có không? Hay mình giết con cọp, cái mình lại Phật, mình nói Nam Mô Quán Thế Âm Tỳ Bà Thi Phật, con lại một lại cái cọp nó thôi ta tha. Có không? Có thể. Dạ. Có thể. Có thể hả? Con thằng này ghê. Còn nó nói ta tha, nhưng mà nó lại nó cắn, nó tha về ổ. Phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta cũng không thể nói như vậy á, là không thể. Cho nên là thầy ca nói có thể. Rồi thôi mời thầy ca giải thích cái chỗ có thể. Xin một càng vỗ tay cho thầy ca. Cứ nghe qua đi. Ấy phải giải thích để mốt còn thay sư phụ. Bây giờ rồi Phật xin bạch trên sư phụ, chúng ta bạch quý đại chúng, thực sự cho phép như vậy sư phụ cũng xin phép được nói về cái sự nhận thức của con về cái sám hối. Cái sám hối, cái tiền sám hối là tại sao sám hối mình có thể hấp tầm ví dụ một cách đơn giản nhất. Ví dụ như con lỡ phạm lỗi với một vị nào đó, ví dụ cô A, anh B, mà người đó về hình thức thì người đó rất là giận con, nhưng mà bằng một cái hình thức nào đó cô mua món quà cáp gì thế đó chuộc tội, đó lại là năn nỉ, thì người đó có thể tha, cũng có thể không tha cho mình. Đó là về cái cách sám hối bình thường là chuộc tội cho nghĩa của nhân gian. Nhưng mà xét thì sau khi biết nữa về đạo Phật thì mình dùng cái nghi thức sám hối. Tại sao nói sám hối mà tiêu tan hết tội? Thì ngay lúc sám hối thì mình có gây tội lỗi vậy đó. Giống như với Phật tử mang tội là mình đang gánh một gánh nặng rất là nặng, cứ mình buông xuống mình đi về phía trước, mình đi về phía trước, mình đang thực hiện nghi thức sám hối đúng như Phật đạo, từ bỏ ma đạo. Nhưng mà cái gánh nặng thì sao? Cái cục tội của mình đó làm sao vẫn còn đó, nhưng mà mình không nhìn lại, mình càng đi về phần đạo thì ma đạo càng xa đó. Nhưng mà nó vẫn còn, giống như quý Phật tử thử bỏ món đồ đó, quý Phật tử tiến thẳng về phía trước, đừng nhìn lại phía sau, thì phía sau còn thôi, trong mình không nhận thấy còn, nhưng mà nó vẫn còn, còn không còn về chỗ đó. Đó có thể là cô nói tại sao mà mình sám hối, có thể hết tội, có thể thôi. Thì bây giờ là hết tội là không đem quán kết. Cứ dùng con với chú B này kèm một quán kết nào đó, mà con làm cách nào cũng biết, mà chú B đã sẵn sàng đứa con thì đã hết tội rồi. Hết tội có hai hình thức. Một, hết tội về tâm tội, có nghĩa là con với chú B không còn một cái mối quán kết nào hết, không còn cái dạng buồn gì hết, là tâm tội nó tiêu, chứ không phải là tướng tội tiêu, tướng tội nhân quả con. Ví dụ như con quấn chú B thì đương nhiên con phải bị cảnh sát bắt, nhưng mà con với chú B hòa giải được thì tâm còn hai người đều an ổn. Nhưng về kết quả vẫn còn, nhân quả vẫn còn, con vẫn phải bị cảnh sát bắt theo thường lệ thông thường. Đó là nhân quả không bao giờ thay đổi, nhưng mà về tội tâm thì có thể chịu. Dạ mô Phật, con cứ đâu ý nhỏ. Con nhận lên trả lời đường của ông. Hồi nãy hỏi là lại Phật còn cọp có tha không? Nó có thể. Cái lên giải thích chỗ khác.
nghĩa là nói đó là hay nhưng không đúng cái chỗ này, hiểu không? Cho nên là nhớ một là nói cho đúng cái chỗ đó, nghĩa là nãy thầy hỏi là lại cọp, mình giết con cọp sao mình lại cọp, hỏi cọp có tha không, nó có tha. Chị cũng muốn nghe là con cọp nó tha là lý do nào. À, tại vì mình giết con cọp con hay là mình giết con cọp cái, bây giờ con cọp đực nó đến nó hỏi tội mình. À, bây giờ nó nói ông ăn thịt con của tôi thì ông phải trả cái mạng cho tôi. Chẳng những vậy mà con cọp nó không phải nó giết một người đâu, nó giết cả làng đó luôn. Vậy thì ở đây là ý muốn nói là khi mình giết nó rồi mình lại Phật, nhưng mà nó có tha mình không? Cái câu này mới là câu chuyện mà ta phải học về sám hối. Chứ còn bây giờ mới có nói là chuộc lại lỗi lầm, còn hồi nãy nói là ta sám hối mà ta không có cầu gì thêm, ta chỉ cầu về quả vị vô thượng Bồ Đề, thì cái đó là ta cầu cái không mà. Nghĩa là ta sám hối để cái tâm ta được không, nghĩa là cái này gọi là tánh nè, thấy không? Nhưng mà cái thứ hai là chuộc lại lỗi lầm. Bây giờ có bao nhiêu cách chuộc lại lỗi lầm? Thì cái cách thứ nhất là ta lễ lại nè đó, ta mỗi nửa tháng ta về chùa ta lại Phật, à, mà ta đảnh lễ ta ba ngôi tam bảo là để ta sám hối cái lỗi của ta. Như vậy cái này nó là tướng hay nó là tánh? Vậy khi ta lễ Phật như vậy thì Phật có ban phước cho ta để cho ta hết lỗi lầm không? Hay là ta lại Phật để ta nói với Phật rằng con ăn năn quá, con là đệ tử Phật mà con vẫn còn bất cổ, con vẫn còn ác, thông qua lời nói, hành động và suy nghĩ ác của con, có phải con lại Phật là để con ăn năn với chính bản thân con, đúng không? Hay là mình lại Phật, Phật cho? Quý Phật tử à, mình lại Phật cho mình hay mình lại Phật, Phật cho? À, mình lại Phật để mình tự nhìn lại mình soi lại bản thân mình. Vậy là Phật như một cái tấm gương để cho mình soi lại bản thân mình, chứ không phải là mình lại Phật là mình hết tội. Ta khác với cái đạo bạn là mình đợi Thiên Chúa lên cha chỉ cần nói là cha xá tội cho con là con hết tội. Cái vụ đó là trong đạo Phật không đồng ý, cho nên chúng ta mới có hai cái tôn giáo. Cái tôn giáo kia là xả tội cho, còn cái tôn giáo này là bạn về bạn xôi, cho nên xung quanh chùa mình có kiếm có gương, về chùa mà không có lại Phật mà Phật chưa có xả tội cho mình là mình nhìn vô kiếm cái gương coi cái mặt của mình có ác ác không. Vậy thì chúng ta hiểu rằng ta lễ Phật là để soi vào cái tâm của ta, chứ còn quả báo chúng ta phải trả hay là không? Phải trả. Nhưng mà tại vì ta lễ Phật rồi, cái tâm ta nó thuần thiện thì ta chấp nhận ta trả. Cọp ơi, tao lỡ tao giết con mày, bây giờ tao sám hối, tao ăn năn, tao lại Phật rồi, tao chấp nhận tao trả. Mày muốn ăn thì ăn đi, ăn mình tao, tao đừng ăn dân làng. À, thì mình hiểu được như vậy, mình lễ Phật là để mình chấp nhận trả một cách đúng đắn. Còn cái người đệ tử Phật mà không giác ngộ thì không lễ Phật, không lãi Phật thì bắt đầu cái trả đó nó không có chấp nhận. Trả tức tối, trả bực bội, trả phản công. Tại vì hầu đó mình bắt con cọp con, mình giết nó, con cọp con nó đâu có khả năng phản ứng, phản công. Nhưng mà mình bây giờ là mình phải phản công, như vậy là mình không chấp nhận trả. Thì bây giờ mình để tử Phật, mình lễ lại, mình sám hối là để mình chấp nhận trả những cái nghiệp. Cũng giống như đời trước mình thường ăn hiếp vợ, mình quánh vợ, đời này vợ nó lên nó mạnh hơn, nó quánh lại, nó ăn hiếp lại. Như vậy thì mình có nói là sao bà lại ăn hiếp tôi không? Không, người lễ Phật là nói là chắc là tại tôi, cho nên mình sám hối đó. Cái sám hối này là sám hối mình soi gương và mình chấp nhận cái lỗi. Bây giờ cái cách sám hối thứ hai là mình làm nhiều cái việc thiện để mình bù lại cái lỗi mà mình đã gây ra. Cho nên trong đạo Phật mới khuyên mình là bỏ ác làm lành. À, như lời hồi nãy thầy khai nói đó, bây giờ mình xa cái ác ma mà mình trở về cái tâm Phật, vậy thì cái ác dần dần nó vơi đi và cái thiện dần dần nó hiện ra. Vậy thì con người của mình từ từ nó thánh thiện, vậy thì cái ác này nó mất đi.
cái ác dần dần nó xa thì cái thiện dần dần nó hiện ra. Chứ còn ở đây là mình nói tới cái phần thứ hai rồi, không phải nói cái phần lại Phật. Đáng là mốt cố gắng là thầy khai thay sư phụ nói ra mà phần nào rõ phần ấy, chứ đừng cái lầy nhầy lằng nhằng là nói mà không rõ rõ từng phần, cắt cái nào là thịt đùi, cái nào là ba rọi, còn cái nào là gân, cái nào là cốt, phải cắt mổ ra xẻ ra chứ nên mà để ta học. Có nhiều người đi giảng kinh nhưng mà người khác ta không hiểu, giảng hoài mà ta cũng không hiểu luôn, cho nên nghe mệt chết, nghe cái buổi trời tôi không hiểu đâu. Giờ hỏi sám hối là sám hối cái nào? Con lễ Phật hết tội không? Để xin thưa không. Con lễ Phật là để chấp nhận cái lỗi của con thôi mà không hết tội. Nhưng mà giờ cho con lễ Phật này cho nên con làm lành, do con lễ Phật rồi con cải hối ăn năn, con bỏ ác, con làm lành, cho nên mấy cái lỗi, mấy cái quan hồn nó theo con, nó mới thấy rằng là con biết bỏ ác làm lành, con biết bỏ cái bản ngã, con lễ Phật thì cái hương linh á nó mới nghe kinh, nó mới quy y Tam Bảo, nó siêu, thì lúc này nó mới chấp nhận tha thứ cho mình, là bởi vì mình làm cái điều thiện này mình bù đắp cho nó. Là đồng ý không nào? Mình có chấp nhận chỗ này không? Chứ mình không phải mình lại Phật xong mình không làm lành thì lấy phước đâu mà hồi hướng cho nó, lấy công đức đâu mà hồi hướng cho nó. Rồi thì cái xong hối thứ ba nữa là mình trả đủ, mà cái đối tượng mà mình gây ác á, họ quan hỷ cho mình, họ tha thứ cho mình. Vậy cái trả đủ biết bao giờ cho đủ? Như những bữa ẩm thầy nói rồi đó, mình vay hầu đó ở Việt Nam trước khi qua Anh vay có 10 triệu năm 1900 hồi đó. Vậy thì mình vay từ hồi năm 1980 mà mình vay 10 triệu cho đến 2019 mình vẫn về mình trả 10 triệu được không? Sao được? Mình phải quy nè, 10 triệu này hầu đó mua được bao nhiêu hecta đất? À, mình quy là hồi đó mình mua 10 triệu là bao nhiêu hecta đất tại Sài Gòn, rồi bây giờ bao nhiêu hecta đất mình mua được tại Sài Gòn với bao nhiêu tiền? Đã nổi không? Đã nổi không quý vị? Giờ mà quy ra để hầu đó 10 triệu là cho 1 hecta thôi. Ngày xưa ở Sài Gòn 10 triệu 1 hecta đất, bây giờ về Sài Gòn mua 1 hecta đất bao nhiêu triệu? Không có như tính tỷ nổi nữa. À, vậy thì mình mới hiểu rằng từ đây tới đây là bao nhiêu năm? 39 năm phải không? 39 năm thì con số 10 triệu này nó nhân lên bao nhiêu rồi? Còn mình đã vay nợ từ đời trước mà không biết cái đời nào mà tới đời này mình trả nổi không? Nên đời này đừng có nói là mình vô chùa cái mình không hiểu được cái quy tắc này, mình hỏi ủa sao tôi trả hoài không hết, cái này là con hội đồng dư, ủa quên, cái thằng thừa này, cái thằng ở nợ của nhà ông hội đồng dư, nó mới nói là tôi trả từ cái đời ông nội tôi mà tới đời này nó vẫn còn thiếu nợ. Tại sao vậy? Tại sao ông tên là hội đồng dư mà ông dư, còn tôi tên là thừa mà tôi thiếu ba đời luôn vậy? Là bởi vì cái thằng thừa này nó chiên đổ thừa nè. Chứ còn mày giỏi, mày biết tính toán với ông hội đồng dư, ba tôi vay bao nhiêu, ba tôi vay 10 triệu phải không? Vậy thì ở một năm tôi trả tiền bao nhiêu, còn tôi ăn ở bao nhiêu, còn nếu ông tính hết rồi mà tôi biết rõ rồi, bây giờ ba tôi vay 10 triệu. Nhưng mà tôi đang ở nợ cho ông đây nè, ông trả tôi một năm là bao nhiêu? Ông nói tôi trả mày một năm là 2 triệu, vậy là mình phải ở đợi cho ông là 5 năm. Vậy thì 2 triệu này ông có từ tiền ăn tiền ở chưa? Cái thằng thừa này nó đổ thừa, nó không chịu hợp đồng rõ ràng. Sau khi ông nói tao trả mày 2 triệu đúng rồi, nhưng mà tao tính tiền ăn tiền ở nữa, mày nợ lại tao 500. Vậy thì một năm tôi qua thằng thừa đó,
nó phải thiếu ông hội đồng dư là 10.500.000, phải không? Tại vì ông hội đồng dư thuê nó 2.000.000 mà nó không hỏi rõ ràng. Đây này là hợp đồng không rõ ràng. Đến lúc rồi bắt đầu phải như mình 2.000.000 mình ở đợi cho ổng, và ổng nói tiền ăn tiền uống không có, mày ăn ở tao lo, nhưng mà mày đừng có làm mất trâu. Còn cái thằng thừa này nó làm mất trâu, nó làm gãi trục, ổng phải tính cái tiền đó chứ. Ổng tính đúng hay dài? Đúng. Thừa này đổi thừa cái đưa mấy. Rồi quý vị thấy rõ ràng chưa nè. Cho nên trong cuộc đời chúng ta phải hiểu được cái hình thức sám hối, chứ không ta hồ đồ. Có nhiều người đi vô trong công ty làm, công ty nó trả tiền mình đúng mà. Ta thuê vô làm đi mai nó trả tiền đủ, nó trả tiền 7.000.000 một tháng, đi vô mai ăn cơm trưa nó ghi luôn vô ăn cơm trưa ha. Tiền nó không thu tiền phí xe thì nó nói nó không thu tiền phí xe, còn có thu nó nói có thu, trong hợp đồng nó để hết rồi, mình không đọc tới chừng là mình xem lại hợp đồng thì mình nói là người ta ngang ngược, đâu có đúng đâu, người ta ghi hết trong hợp đồng rồi. Nhớ như vậy, có người A tầm phù giống thằng thừa không chịu có hợp đồng, đúng không quý vị? Cái giấy kết hôn của quý vị còn coi nữa, tôi thương rồi ghi sao cũng được hết, miễn tôi có cái giấy kết hôn là được. Tới chừng lấy cái giấy kết hôn vì lúc thương á, cái ống nó cũng tròn mà. Tới chừng lúc nó không thương nữa, nó đem giấy kết hôn ra, nó nói tại sao mà bất công vậy? Tài sản này là của tôi, bả về với tôi, bả đâu có đồng bạc nào. Tất cả tài sản này của tôi, tại sao giờ mới chia tay? Ủa tại sao lúc mà mình lấy cái giấy kết hôn này, tôi chỉ coi. Hầu đó nói là bây giờ cái giấy kết hôn này là tài sản hai người, sau khi mà có chuyện gì ly dị là chia hai, trong giấy kết hôn nó có để. Còn nếu không thì mình nói với nó là không, tôi kết hôn, nhưng mà tài sản của ai thì người để giữ, quyền sở hữu tài sản của ai thì người đấy giữ, thì sau này khỏi sám hối ăn năn. Giờ tức quá, tức quá hầu đó con kỹ. Như vậy là mình sám hối cái lỗi là ý của mình nó ngu. À, bây giờ cái này gọi là sám hối lại Phật nè, sám hối làm từ thiện để bù đắp lại lỗi lầm nè, sám hối là phải trả lại và đối tượng người ta quan hỷ, người ta chấp nhận nè. Có còn người ta không có chấp nhận đâu đó, những cái quan gia trái chủ của mình nó không chấp nhận đâu đó. Cho nên là cái sám hối là dễ tích rõ nghe. Rồi bây giờ bắt đầu mới, cái này là chuộc lại lỗi lầm nha mấy vị, qua phần thứ ba nha. Bây giờ sám hối về vật chất và sám hối về tinh thần, thì bây giờ sám hối về tâm linh đây nè. Sám hối về tâm linh. Như vậy thì cái phần sau đó là cái phần mà trích lại của 10 đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường. Cái phần sau đó là trích 10 hạnh của Phổ Hiền đưa vô, đúng không quý vị? Quý vị tụng kinh sám hối là phải hiểu, nghe không hiểu lỗi chốt. Như vậy thì giờ phải sám hối tâm linh. Chúng ta nghe cái câu: tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tội từ tâm cho nên tâm tạo. Thì giờ đem tâm sáng, mà tội từ tâm khởi đem tâm sáng, mà tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Vậy thì muốn tội tiêu thì tâm phải tịnh. Vậy thì muốn tiêu tội thì bằng với tâm tịnh. Tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối. Vậy thì cái sám hối mà chân sám hối đó, cái chân sám hối chính là sám hối để cho tâm được thanh tịnh, đúng không quý vị? Phải không nào? Cho rằng bác ta tâm tịnh. Mà tâm tịnh có phải là A-la-hán? Tâm tịnh quốc độ tịnh. Tâm tịnh là quốc độ tịnh.
Vậy thì cái quốc độ thanh tịnh này nè là các bậc A-la-hán vô sanh, vì tội nó hết thì tâm tâm nó thanh tịnh thì tội nó hết. Vậy thì bây giờ mình có tha thứ cho mình và oan hồn có tha thứ cho mình để nó không theo mình nữa. Cái này mới là vấn đề. Giả sử như cái mặt của mình nó ám ám vậy thì có phải là hương linh nó theo mình không? Vậy con người ta thường hay bệnh tật, hết bệnh này tới bệnh kia tới bệnh nọ, mà đi khám bệnh bác sĩ tìm không ra bệnh, có phải bệnh này là bệnh tâm linh không? Họ mới quỳ cho các anh đó. Bệnh bác sĩ tìm không ra, vậy là bệnh nghiệp. Mà bệnh nghiệp ai cứu được? Tự mình tạo thì tự mình cứu chứ, ai cứu cho mình được? Giờ tất cả chúng ta, cái người nó khỏe như này, chứ có ai biết là chừng nào mình ung thư mình chết đâu, không có ai biết được. Cho nên người ta mới gọi là trời kêu ai nấy dạ, chứ có ông trời nào làm cho mình đâu. Bản thân mình tự tạo chứ có ông trời nào tạo cho mình. Vậy thì cái tâm của mình thanh tịnh, hồi nãy thầy nói cái chỗ này nè, đó, hồi nãy thầy bị giả nói cái chỗ này. Nghĩa là khi tâm mình thanh tịnh thì tội đó nó hết không? Hết. Nhưng mà tâm thanh tịnh thì mình phải phát tâm. Khi mình làm ác thì mình tội từ tâm khởi mà, vậy là tâm mình phải khởi. Có phải không nè? Vậy là cái tâm này là mình làm chủ nó hay ai làm chủ? Vậy là ta làm chủ của nghiệp. Như vậy thì ta phải khởi ra cái đại nguyện, cái nguyện lớn đấy. Khởi ra cái nguyện lớn, ta khởi ra những cái lời nói tốt, và ta khởi ra những ý nghĩ tốt, cái lời nói tốt, và ta làm tất cả những việc tốt. Như vậy thì ta khởi ra cái điều đó, có phải là ta khởi ra cái nó hết liền không? Không, ta khởi ra mà ta chưa làm lấy đâu hết. Vậy thì tội từ tâm khởi. Vậy thì bây giờ mình đi tu là gì? Mình đi tu là mình bỏ ác làm lành. Vậy thì bao nhiêu điều xấu ác mình bỏ, thì cái mình bỏ mình làm lành nó mới chuộc lại cái lỗi lầm hồi nãy mình nói rồi nè. Nãy mình nói rồi nè. Cho nên đạo Phật không hề dạy người ta mê tín nghe. Đừng nói là vô chùa rồi mấy bà còn mê tín không, nó bậy. Ông vô đây gặp thầy sư lộn xộn. À, ông nói tôi mê tín thì không có rồi. Tôi học tôi hiểu đàng hoàng à. Ví dụ mê tín do tôi thiếu nợ ông cho nên tôi mới làm vợ ông, chứ không mà không thiếu nợ ông tôi làm bà chủ ông rồi. Anh nên nhớ nghe quý vị, có khi thầy trò với nhau cũng thiếu nợ, có những vị thầy thiếu nợ đệ tử cà cả muốn chết, còn có nhiều người đệ tử thiếu nợ thầy, đến là thầy nói gì nghe đấy, làm không hề có cái lời nào mà than gian. Còn nếu mà thầy mà thiếu nợ đệ tử, nó không làm gì mà nó đụng đến nó chửi. Thiếu nợ nó cũng như con vậy đó, con mà thiếu nợ cha mẹ thì nó hiếu thảo dữ lắm, cha mẹ nói gì nó nghe đấy, không có giờ dám cãi. Nó bụ cha mẹ mày là gì ghê gớm lắm mà cha mày không dám cãi đâu. Nó là mẹ kêu chết tôi chết, mẹ kêu sống tôi sống. Còn có những bà mẹ, bà nói con không nghe, con nó kêu mẹ chết. Hả? Con nó kêu cha mẹ phải chết đó chứ. Vậy thì ai là người hiểu được đạo thì phải hiểu rằng ta khởi cái tâm lên để ta chuộc lại lỗi lầm thì ta phải phát tâm. Có người nói thầy ơi con không đủ duyên, thầy ơi con làm không được. Ủa gì cái gì làm được, người ta làm được mình làm được. Giờ thầy ở quý vị nè, quý vị không thích nấu cơm, nhưng mà bây giờ tất cả mọi người ai cũng nấu cơm thì quý vị nấu, quý vị không nấu cơm quý vị nói được không? Mình có hai cái tay, mình có hai cái chân. Có người người ta không có hai tay, ta có hai chân người ta vẫn đi nấu. Thầy có người, thầy nói là có người ta có hai chân đâu mà ta vẫn mặc đồ, ta vẫn chải đầu, ta đánh răng bằng chân kìa. Ta là còn làm được nữa, mình có hai tay hai chân mà ta làm được mình làm được. Nó vậy đúng hay sai? Không chấp nhận. Đó là đại làm biến lắm. Có người làm biến lắm luôn, thiếu nói. Không có cái gì mình làm không được. Cho nên Đức Phật nói là làm Phật còn làm được, nó không chỉ làm gì làm được.
Cho nên có người là từ chối, hãy nói cái gì cũng nói con thích hay con muốn. À, tất cả những thứ mà mình nói mình làm được, mình không thích, mình không muốn, có nghĩa là tại do nghiệp của mình, đúng không? Vậy thì mình phải sám hối. Con sự sám hối ăn năn cái tâm con, mọi thứ làm con đều làm được, chỉ có làm biến là con làm thường. Vậy thì cái tâm linh này nè, nó có đủ lớn để cho mình làm được những lớn hay không? Còn bây giờ mình phát cái tâm lớn nhưng mà mình là chưa làm được việc lớn, vì phước báo mình không chót, nó không đủ. Giờ thầy hỏi quý vị, tất cả quý vị đều muốn hết chứ đâu phải quý vị không muốn đâu. Giả sử như người nam có muốn vợ đẹp không? Muốn vợ thông minh không? Muốn vợ giỏi không? Còn cứ vợ về cô bác không? Nó cũng không biết giặt đồ, cũng xong thứ gì cũng được, cho nên chồng mới quách. Chứ còn vợ không cái gì cũng biết hết, công dung ngôn hạnh biết hết, là chồng có buồn không? Không, chồng như tiên luôn. Còn nếu mà một người vợ có bao giờ muốn ông chồng mình là ông chồng vô dụng không? Muốn ông chồng mình là một cái người tuyệt vời, vừa đẹp trai nè, vừa giỏi thông minh nè, vừa làm ăn phát đạt nè, làm đâu đặng đó nè, còn đằng này nó làm đâu nợ đó. Cũng đẹp trai nhưng cái này cũng bây giờ làm sao, không lẽ đem nó bắt? Cái đó là nghiệp của mình. Đồng ý không quý vị? Ai cũng muốn mình thành con mình nó đẹp, nó giỏi, nó thông minh, nó tài, nó ngoan, nó đủ thứ, còn đẻ ra hột mít không, còn đẻ ra hột chìm lộn không, rồi giờ là sao? Có lẽ luộc nó ăn đành phải chịu thôi. Cái đó là quả báo của mình. Mình muốn trách là trách mình chứ sao mà trách con mình. Ai lại muốn nó đẹp, nó ngoan, nó giỏi, nó thế này thế kia, đâu có được. Như vậy là ta sáng hối. Bản thân thầy cũng phải sáng hối thôi, chứ không phải vậy. Giả sử bây giờ thầy nói là thầy thấy quý hòa thượng, thầy thấy quý thầy khác, ủa tại sao quý thầy khác là có đệ tử, có phật tử, có này có kia, sao quý ngài tuyệt vời quá còn mình không được? Ủa mình tự sám hối bản thân. Vậy thì bản thân mình có cái y báo là có từ bi không? Mình có từ bi để mình có cái y báo này hay không? Rồi mình có cái chánh báo, mình có cái trí tuệ hay không? Rồi mình bản thân mình có tinh tấn để mình phá chấp hay không? Có người quý vị họ do họ có từ bi đời trước cho nên đời này họ giàu sang quyền quý, nhưng họ cố chấp, cho nên nó là tiền kho bạc đóng nhưng mà khó ra lắm, vô thì dễ ra thì khó lắm. Y báo của người lớn nó phước lớn lắm, nhưng mà họ thờ con tỳ hưu. Con tỳ hưu là cái miệng chà bá, là cái đít cái chút xíu này. Ăn dữ lắm nhưng mà dĩa không có, dĩa không ra, gọi là vô như nước sông Hằng còn ra như giọt cà phê phim. Vậy là nó chứa ở trong đó. Vậy thì chúng ta hiểu rằng cái người có cái tâm từ bi đời trước, gieo cái phước đời trước, nhưng mà cái đời này họ cố chấp lắm. Đời trước người đó có trí tuệ, khéo học hành tới nơi tới chốn, nhưng mà đời này á lại cố chấp lắm, một lời cũng không nói với ai nữa, cho nên đời sau sanh ra làm bàn đạp. Ông bàn đạp, quý vị nghe cái tên này quý vị nghe có quen không? Nghe không? Rồi chốt đặt đúng rồi. Cha nội này chốt đặt. Nhưng mà nhớ là ổng sau khi ổng giác ngộ là ổng A-la-hán. Lý do nào mà ổng gặp Đức Phật độ ổng trở thành A-la-hán là bởi vì ổng nhân duyên ổng gặp Phật. Cái đời trước ổng là một bậc thông thái, nhưng mà ổng có một cái bệnh làm hiểm thôi.
ai hỏi ông cũng không nói, học giỏi lắm mà không giảng dạy, không chia sẻ gì hết. Do cái tâm cố chấp ích kỷ đó cho nên đời sau nó ngu đến nỗi mà bốn câu kệ pháp cú học không nổi. Do cái sự cố chấp ngu ngối, ngu ngốc không biết tự sám hối ăn năn lỗi của mình cho nên đời sau ngu, không còn chỗ ngu. Bốn câu kệ pháp cú học không xong. Nhưng mà Đức Phật cũng dùng phương tiện để độ ông ta. Ông ta nhận ra được cái bản giác của mình, ông ta chứng quả là hắn quả. Cho nên giờ này không phải là ít người có khả năng làm được việc, nhưng mà do cố chấp không có tinh tấn, mà tinh tấn sám hối này, tinh tấn nhận ra tâm từ bi của mình nó có vấn đề, cho nên phước của mình nó hao tổn. Có người làm ác dữ lắm nhưng mà nó vẫn giàu dữ lắm, nó vẫn có phước dữ lắm. Người ta làm ác nhưng mà cái ác mà mình thấy đó, đó nó lại là mình chỉ lòng từ bi. Nhưng mà đối với người ta đầy lòng từ bi nhưng mình vẫn cho người ta ác, vậy là cái ác không phải nơi ta mà ở nơi mình. Cho nên có nhiều người là quý vị đi gặp họ, mình tưởng là những người này chắc là những người ác lắm, nhưng không phải. Họ ác với mình thôi, nhưng với người khác họ rất từ bi. Như vậy thì đâu có cản lại cái giàu có của họ được, đúng không? Có người nói ông đó ác lắm, ông ác với bà thôi, chứ còn chúng tôi là ông từ bi. Vậy là ác với một người, còn thiện với nhiều người, từ bi với nhiều người. Cho nên có một cô đến, cô xin một vị thầy, nói thầy ơi, thầy ăn chay niệm Phật để làm chi, gì tụng võ mỏ tụng kinh có ích gì đó, cô làm thơ được. Cái anh ta nói, này buồn quá thì chết đi. Cái câu cuối ông thầy ông đáp là ông nói mày cùng quá thì chết đi. Cho nên thầy ác với tôi, thầy tu thầy có thành Phật được đâu. Cho nên ác có một người, còn từ bi với tất cả chúng sinh thì mắc với mắc mới là tao thành Phật được. Hiểu không quý vị? Tao thành Phật được chứ tao ác có người mà. Nếu tao không ác với người này tao mới không thành Phật được nè. Còn ác với người này tao thành Phật. Có nghĩa là mình phải hiểu được vấn đề chứ. Vậy là mình tinh tấn mình phải chấp. Cho nên cái quan trọng mà mình sám hối là để mình sanh ra tâm từ bi. Mình sám hối để mình sanh ra tâm từ bi, đó là mình sám hối thì y báo của mình nó sanh ra. Mình sám hối để làm sao mà cái tâm mình nó được định, cho nên trí tuệ mình nó sanh. Trí tuệ nó chỉ mới là tướng mà nghe quý Phật tử, nhưng mà cái dụng của nó chính là định. Cái định của nó, định nó mới là thể. Còn cái trí tuệ này là mình làm được cái gì cho chúng sinh á, cái đó mới là dụng. Chứ còn trí tuệ của bạn như thế nào tôi chưa biết, thì cái dụng của bạn tôi chưa thấy. Cả chỉ như giờ á, nói là thầy Quán Khai là người rất là tuyệt vời, rất là có trí tuệ. Nhưng mà thầy phải thể hiện cái trí cái thầy cho tôi biết đi, chứ còn bằng cách thầy khó rồi đó. Nhưng mà giờ đó là thầy có làm được chuyện gì không là tôi mới biết được là trí tuệ của thầy tới đâu. Tôi hiểu ý đó. Nhưng mà bản chất của người đó có cố định hay không. Chứ còn có người đó rất là thông minh nhưng mà đụng tới nó là bởi. Bản chất nó rất là yếu ớt, sức định không có, cho nên là không đủ khả năng làm được chuyện lớn. Gặp khó khăn một chút xíu, dạng sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Gian nan một chút xíu là nản thì người đó có sức định không? Không. Trời đánh tôi cũng không buông. Tôi đã sám hối và tôi quyết định tu rồi, thì cho nên không có chuyện gì mà làm cho tôi bố trí. Vậy thì cái người đó mới có sức định được, mới thể hiện trí tuệ của mình được chứ. Nghe người ta hù một cái thì là bỏ chạy mất, chuyện gì ra làm được. Cho nên là có nói hay nhưng mà không có cố định, không có kiên cố thì chánh báo không có trụ được, thì người đó được gọi là người thất bại. Thì trí nhưng mà thất bại, cho nên phải làm cho bằng được, phải phá cho được cái chấp của mình, chứ còn không có đụng chuyện mà chạy. Nên là thầy mà không có duyên ở chùa Linh Sơn, chứ ở chùa Linh Sơn mà có trời có đánh sập cái chùa tôi cũng đứng lên sập để chết queo coi. Nhưng mà cái người phải có bản lãnh như vậy, ta mới thể hiện được cái bản lãnh, chứ không phải đụng chuyện cái chạy mất thì bản lãnh đâu nữa.
Rồi bây giờ cái thứ ba, sám hối. Sám hối để mình thể hiện được là con người nào là con người thật sự sám hối. À, bây giờ mình học cái bài sám hối thì mình trên á, mình cầu cái gì, dưới là mình thể hiện cái gì, còn xung quanh của mình thì như thế nào, thì cái đó gọi là chân thật sám hối. Vậy thì mình sám hối là mình sanh tâm từ bi so với người, so với người thấp hơn mình, có nghĩa là còn ở đây còn tam đồ ác đạo nè, địa ngục nè, rồi ngạ quỷ nè. Nhớ chữ quỷ này chứ hỏi luôn đi. Súc sanh nè. Vậy thì ta từ bi là ta khởi cái tâm những chúng sinh ở đây còn khổ hay vui? Khổ. Mà phải nói là khổ một cách cùng cực. Như vậy người nào sám hối mà xả thân, đem cái tâm từ bi của mình á, xả thân để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh nó khổ mà nó mâu thuẫn lắm. Nó muốn nhưng mà nó lại không chấp nhận. Khổ gì? Cái chúng sinh này giống quỷ là gì? Sở dĩ ngạ quỷ là gì? Là tham. Mà bữa hổm thầy có nói rồi phải không? Tất cả chúng ta có tham không? Tham. Nhưng mà chúng ta tự mâu thuẫn với bản thân mình, cho nên cái tâm ma quỷ của mình nó lớn hay nhỏ? Lớn. Cho nên chúng ta phải sám hối để ta từ bi với chính cái tâm tham lam của mình. Và bản chất của mình độ con quỷ của mình hay độ của ai? Con quỷ của chính mình. Nhớ mình độ cái con sân hận địa ngục này nè, mình độ cái con tham lam của chính mình nè, mình độ cái con ngu ngốc của chính mình nè. Chứ không nó có bản chất súc sinh nó ngu lắm. Cái này là mình sám hối để mình độ mình nè. Mình sám hối để con sanh được cái tâm từ bi, để con độ được. Cho nên con xả thân là con không có chấp nè. Cái này mới không còn chấp, để mình xả thân mình độ cái chúng sinh của chính mình. Rồi bây giờ xung quanh mình sám hối để mà tôn trọng những người xung quanh mình. Mình sám hối để mình tôn trọng những người xung quanh mình, để mình đừng để những người xung quanh mình nhìn mình bằng nửa con mắt. Mình ăn ở sao để những người xung quanh mình người ta có tôn trọng mình không? Cái này mới là người thật sự sám hối. Người ta sám hối mà đối với những người xung quanh đó, là mình không có tôn trọng người ta, thì ta có tôn trọng mình không? Mình quý người ta, người ta mới quý mình. Mình thương người ta, người ta mới thương mình. Mình tạo điều kiện, mình làm cho người ta được cái này cái kia, thì người ta mới tạo điều kiện, người ta giúp cho mình cái này cái nọ. Vậy thì cái người này mới sám hối, mới làm nên được chuyện chứ. À, còn bây giờ ở trên mình thì mình sám hối xong, ở trên mình làm được chuyện gì? Ít nhất phải 3 chuyện. Con sám hối để con cầu cái gì tốt đẹp nhất, mà cái đó gọi là đạo giải thoát. Nhưng mà nếu con chưa làm được cái tốt đẹp nhất để đạt được cái đạo giải thoát, thì ít ra con phải thực hiện được cái ý chí của một con người lợi lạc chứ. Có nhiều người sanh ra trong cuộc đời chí họ nó lớn, cho nên họ làm dữ lắm vì họ chết sớm. Cho nên bữa hôm nọ thầy có nói, giả sử như một ngày mình làm 8 tiếng thì mình sống được 100 tuổi. Còn bây giờ một ngày mình làm 16 tiếng thì mình còn sống được 50 tuổi, đúng không? Còn bây giờ có người một ngày ta làm 20 tiếng thì ta sống 30 năm thôi, chết là vừa đâu. Đúng không quý vị? Cái người này ta làm nhiều thì ta phải chết sớm, còn cái thằng này nó làm ít thì nó sống lâu. Chưa chắc. Chưa chắc nữa hả? Rồi xin mời thầy cơ. Những người không làm thì không hả? À không, thầy cai nói chưa chắc là không có sai. Nhưng có điều cái là do thầy chưa có thầy chưa có nói ra là làm cái gì. Không, thầy chưa nói là làm cái gì, cho nên thầy nói chưa chắc. Hiểu không?
Để cho đàn có tay được, cho đàn có tay với cái chữ chưa chắc. Bây giờ cái này thầy nói là lao động tay chân cực lực, nhưng mà chưa có lao động trí tuệ, chưa có khế hợp với nó. Rồi bây giờ mình nói ngược lại, cái này là thầy mới nói cái người này có ý chí lợi lạc và sử dụng thời gian vào cái việc lợi lạc cho chúng sinh. Bây giờ thầy mới nói cái vấn đề mình sám hối để cho mình hiểu biết và mình khế hợp nè, mình khế hợp để cho nó tương ưng ấy. Đây gọi là kinh tương ưng. Vậy thì hồi nãy mình nói là cái đạo giải thoát này là so với những bậc đại căn thượng trí, họ sanh ra là họ dễ liễu ngộ được giáo pháp đại thừa, cho nên họ chỉ cần sám hối ăn năn là họ liễu ngộ được giáo pháp này. Còn mình cũng cố gắng dữ lắm nhưng mình mới được lợi lạc bằng ý chí nghị lực của mình, cho nên là cái này là bậc thượng nè, nhưng mà cái này là bậc hạ nè. Cái này là bậc hạ trong cái hàng lợi lạc chúng sinh, nhưng mà họ làm nhiều cái họ chết sớm à, bởi vì họ chưa khế hợp được. Có người họ chỉ làm bằng lao động tay chân, có khi họ lao động trí óc, cho nên họ lao tâm khổ trí, nhưng họ chưa biết khế ứng, cho nên là cái phần trung á cũng chưa có đạt. Thành thử ra những người này làm nhiều chết sớm. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người quý vị nói là y như hồi chiều cô này cho chú kia là ông không có được làm nhiều. Tại sao tôi làm được mà ông cho tôi làm? Thì tôi sợ ông chết sớm. Đúng không? Tôi sợ ông có đời gì là ông ai làm phụ. Có mình ông cho nên ông phải làm vừa vừa thôi, chứ không phải là tôi không cho ông làm. Tại sao làm mà còn bị chối? Tại sao tôi làm mà bà còn làm nhằn? Bởi vì tôi sợ ông. Ông làm lỡ rồi ông làm quá sức, ông cục sinh sống. Nếu mà cái này mà hai người rinh á thì ông xài nó bền, tôi xài ông nó bền. Tôi xài ông, hoặc là ông lợi lạc cho người khác nó bền, còn ông cần cù cộng với dốt nát đâm ra hư chuyện. Đấy, cái đó là tôi nhắc thân. Chứ còn người ta đang có ý chí, người ta xả thân, người ta làm nhiều việc mà tại sao bị nói? Là bởi vì ông đừng có làm mà thiếu khế hợp, thiếu tương ưng, thiếu suy nghĩ, dùng sức không dùng mưu. Đúng rồi, quỷ này chưa? Nãy thầy Khang mới nói là chưa chắc là cũng chưa hiểu ý sư phụ. Chứ lát nữa nói chưa chắc cái giải thích chặt lắc nữa. Hiểu vấn đề nhưng mà chưa kết hợp. Quý vị biết cái tình hình này. Chứ còn nhiều người là nói kinh ra là hiểu liền rồi, nhưng mà trả lời lát là chỗ khác. Còn khi mà bản thân thầy muốn đưa ra một vấn đề là trong đầu thầy nó có cái hệ thống logic à, bắt thầy khó lắm. Bởi vậy cho nên thầy hỏi đúng không, nó đúng thì chúc mừng, đã trả lời sai. Bởi vì là trong đầu của thầy nó đã có cái logic, cái bài, cái bản đồ đúng rồi, cho nên làm được. Vậy thì cái này là bậc thượng nè, còn cái này là bậc hạ nè, còn cái này là bậc trung nè. Sở dĩ cái bậc trung là người ta hiểu vấn đề và người ta khế hợp với vấn đề, nhưng mà nó tương ứng với nhân quả. Ta hiểu chứ không phải hiểu, ta làm đúng chứ không phải đúng, nhưng nhân quả cho ta nó không có tương ứng được, cho nên đành phải chịu cái quả báo ta có tới đó thôi. Ta muốn hơn nữa nó không được, chứ không phải ta không biết. Còn cái này nè là có ý chí cần cù, rất là sám hối, rất là muốn làm nhiều việc lợi lạc, nhưng chưa làm được bao nhiêu là chết sớm, y như quy luật của thời gian vậy nè. Có người tức lắm và nói rằng lực bất tòng tâm. Không phải, cái này hơi bị ngu chứ không phải lực bất tòng tâm. Cái này là cố sát cố mạng, cho rằng mình có ý chí, có nghị lực, có phương pháp làm, nhưng thật sự ra khi làm thì làm thiếu suy nghĩ, dẫn đến chết sớm. Con phải không? Chúc mừng con. Làm chưa được bao nhiêu hết chết quách rồi. Như vậy thì mình cũng sám hối, mình cũng lợi ích, nhưng mà người ta nói tiếc quá.
cái đằng này tiếc quá, phải nó gặp tôi sớm là đỡ, nó gặp tôi sớm là tôi sử dụng đỡ. Đằng này nó hữu dũng và vô mưu, thành thử ra là nó cố sát cố mạng làm. Đây, như vậy thì tôi đã phân tích để cho quý vị hiểu là có những người bậc thượng căn, người ta đụng tới đâu là nó sanh phước tới đó, giống như là ngài Sivali, khi mẹ ngài mang ngài trong bào thai, đụng tới đâu là trù phú tới đó, và đi tới chỗ nào là chỗ đó thịnh vượng. Nhưng mà cũng thì một bậc A-la-hán, nhưng mà cái quả báo là phải nhịn đói mà chết, vì cái quả báo của việc A-la-hán đời trước. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói, nhưng mà chúng ta phải tương ưng nghe, chúng ta phải kế hợp để chúng ta biết rằng là trong 8 giờ này nè, mà người ta làm việc bằng 80 giờ của người khác, còn có người làm 20 giờ nhưng mà sản phẩm họ tạo ra do nó không kế hợp cho nên nó có lợi lạc chứ không phải không có, nhưng mà ít lắm. Còn cái người hiểu này nè, cho nên người ta sẽ phát cái đại nguyện và làm những việc, cho nên trong cuộc đời này giáo pháp của Phật phần lớn dạy những bậc trung căn và có phần mê tín cho những bậc hạ căn, người nhớ vậy không? Còn bậc thượng căn thì ta nói ra là ta hiểu liền à, nhưng mà cũng chưa nữa, có những bậc thượng căn người ta nói ra ta hiểu và bắt đầu ta quyết chí ta đi theo con đường của họ, ta đi theo con đường của họ và ta đạt được cái chỗ đó. Còn có những bậc nó mê tín, nó cũng đi theo con đường của những người kia. Tại sao thì khi những cái hàng hạ căn này nó gần những cái bậc thượng căn là bởi vì những hàng này nè lầm tưởng rằng mình giống như bậc thượng căn, cho nên cái bậc trung căn này hiểu mà kế hợp họ lại. Cho nên trong cuộc đời quý vị đừng có tưởng là thượng trung mới tới hạ nghe, không phải. Ở đời có những bậc thượng với hạ nó lẫn lộn với nhau, còn cái bậc trung quý vị dễ nhìn hơn vì họ sự thật, còn cái bậc hạ căn này nè nó tưởng là nó giống cái bậc thượng căn, nó lầm, nó lầm đấy. Vậy là trên á, cái người mà thật sự sám hối á, là bên trên để họ hướng về con đường giải thoát, họ có ý chí, họ lợi lạc. Còn ở xung quanh là họ trân quý những người xung quanh, còn ở dưới là họ khởi ra cái tâm từ bi để tự họ độ tam đồ ác đạo của chính họ và tam đồ ác đạo xung quanh. Nhờ mình cứu giúp những người bị ung thư, những người bị điên loạn, bại liệt, căm nọng hay là hoàn cảnh rơi vào cái hoàn cảnh không còn con đường nào sống sót, thì chính mình giúp họ thì mình mới tỉnh giác nhiều hơn. Cho nên quý vị lâu lâu cũng nên về Việt Nam, đến những cái bệnh viện ung bướu, những cái trại mà bại liệt, quý vị tự nhiên quý vị thăm, quý vị thấy quý vị cao quý lắm cả. Con người cái thân con khúc mà cái đầu dài như vậy, cái thân nó con giống như cái thân nó như đây mà cái đầu nó dài như đây, tự nhiên cái mình thấy mình có phước rất là lớn. Cái chúng sinh này ở trong địa ngục nó nói, còn có những cái chúng sinh nó co quắp lại đó, tay chân nó co rút mà nó rên nó la nó y như cõi ngạ quỷ. Những người mà giữ nó đó là phải đứng canh nó thôi, mà không dám vô sợ nó quánh, nó cấu xé nó quánh, rồi có khi bỏ cơm vô cho nó ăn là nó đói quá rồi, nhưng mà nó ăn hay là nó cào cấu nó đổ ra đất nó hốt ăn, chứ nó không phải ăn đâu chứ. Có vậy nên mình mới thấy mình thương, mình mới thấy mình bình thường hơn những người. Rồi bây giờ 8 giờ rồi, 8 giờ 10 phút, quý vị có hỏi gì không? Hay nghỉ ngủ? Bữa nay thầy khỏe không? Bữa ốm à, có nghĩa là bữa nay khỏe hơn bữa mệt, nên quý vị hỏi thì trả lời nữa. Nhìn qua nhìn lại cũng thấy được mấy người gì là tốt hơn những cái chỗ xấu á. Bữa nay ông cụ có hỏi gì không? Ông cụ người cười. Cười.
Thầy thì nghe là nhiều người là cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng mà sao gặp thầy chẳng nổi nữa. Vậy chứ thầy về rồi thắc mắc. Mời bà cụ. Mời bà cụ. Con không dám hỏi gì ạ, thầy. Không dám hỏi á? Để thầy nghỉ ngơi. Ôi giời. À thôi bà cụ chính giữa. Thầy giáo nói là từ chú lại nghe. Thì là nếu mà có thầy giáo nói là nếu mà tụ nhanh quá thì các chú sinh cũng như tụ chim ở nhà đấy thì có các long thần hộ pháp rồi cho cả các thực tổ chủ huyền pháp đến người nghe. Cho nên là tụ nhanh quá thì là người ta nghe cũng kịp. Thế nên là phải tụ vừa thôi. Bây giờ là như vậy, ý của cậu là cái việc mà tụng kinh và cái quay thần của việc tụng kinh đúng không? Tụng kinh và quay thần đúng không? Hay là lợi ích? Tụng như thế nào để có lợi ích và oai thành của việc tụng kinh? Rồi bây giờ tụng kinh á là minh Phật chi lý, tụng kinh là minh Phật chi lý, nghĩa là hiểu được cái nghĩa lý rõ ràng trong kinh Phật đó. Minh Phật là rõ ràng những lời Phật, những cái lý này nó rõ ràng trong cái lời của Phật dạy, nghĩa là tụng kinh là minh Phật chi lý. Còn giờ trì chú, trì chú nó là mật, cho nên gọi là mật tông. Thì trì chú này nó đi vào trong cái bản thể là định, mà từ định này nó mới có lực. Cho nên trì chú là không có vụ nghe. Tụng kinh thì còn phải hiểu được, là cho người ta hiểu được cái nghĩa lý trong cái lời kinh. Cho nên cái việc mà mình về chùa mình tụng kinh thì lúc mình mới về chùa mình tụng kinh là mình đọc, cho nên mình đọc từ từ, sau đó mình tụng để cho mọi người cùng tụng theo, sau đó mình thọ trì là để cho nó sáng cái tâm của mình. Cho nên nói là đọc tụng thọ trì, cậu hiểu không? Kinh nó vẫn có ba giai đoạn đó, nhưng mà chú thì không có đọc chú mà là trì chú thôi. Cho nên vô chú là phải học thuộc để trì thôi, chứ chú có hiểu gì đâu ngồi đó đọc. Nhưng mà vì dẫn chúng cho nên có khi tụng chú, nhưng mà tụng là vẫn phải tụng lẹ, chứ không có chú đâu có ai hiểu đâu mà đọc từ từ. Giờ mà đọc là thiên thủ thiên nhân công là thiên thần thiên nam công thất thần 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 tụng chú là cái tâm của mình nó bay. Giả sử như mình trì một cái chú thất Phật gì gọi cho không? Chứ không phải nói là ly bà đế cầu ba đế. Đâu có ai nghe hiểu gì đâu. Nhưng mà mình nghe mình hiểu không? Hiểu, mình hiểu, mình có định lực chứ. Còn mình trì chú bản sanh hầu đó thầy trì thập chú đó nghe, là thầy phải trì. Chứ thập chú mà không trì là không mai mốt. Cho nên là khi tụng với mọi người mình tụng không lỡ. Đây, Lăng Nghiêm thầy cũng trì, cho nên là bây giờ dẫn chúng thì thầy còn lật cái cuốn sổ ra, chứ còn không dẫn chúng là thầy ngồi nhắm mắt tụng à. Nhưng mà lát đi đâu thầy đâu biết đâu.
À, cái người mà thuộc kinh nó nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm với cái độ là nó đi rồi mình không biết đi đâu. Do mình thuộc kinh cho nên là trong kinh nó có những cái chỗ gọi là từ khóa của nó. Tới cái chỗ đó mà mình quên á là nó qua cái đoạn khác. Mà qua rồi là mọi người đi theo luôn. Tại vì mọi người ta thuộc á, mà ta biết mình đi cho nên ta cũng đi theo luôn chứ. Cái đoạn đó bỏ qua được không? Nhớ là tỳ chú đại bi có nhiều lúc mình bỏ. Mình bỏ đoạn. Có khi đọc Bát Nhã mà còn bỏ khúc nữa. Thay vì cái chỗ mà Bát Nhã là tâm vô ấy ngại, còn giờ mình không nói đắc a nậu ra la tâm niệm tâm bồ đề luôn rồi. Chứ khỏi có nói tâm vô ấy ngại. Thì bỏ ngay cái chữ tâm á, tâm vô ấy ngại, vô ấy ngại, có cơ hội cũng có bị đi đảo mà tôi có cái niết bàn. Bỏ luôn cái khúc đó. Cho nên là ngay tới cái chỗ đó cái nó đắc a nậu ra la tâm niệm tâm bồ đề. Cô đi Bát Nhã bao la một ca thì đại từ chú, thì đại từ chú, thì đại vô từ chú. Bát Nhã mà vẫn bỏ khúc là được thôi. Ai tụng là thầy nghe thì biết liền, vì thầy đã từng vô cái chỗ đó thầy biết. Còn mà tụng kinh A Di Đà mà cứ xá lợi phát, xá lợi phát, xá lợi phát lặng lát đi từ câu đầu qua câu cuối đi luôn. Cái hồi sao tụng kinh Di Đà tụng mà mau chứ là kinh lắm. 32 cái xá lợi phát thì cuối chừng 28 cái, còn 4 cái sao tôi làm luôn. Tôi bỏ bớt 28 tôi bỏ được à. Thời gian là vấn đề quan trọng là tôi biết, biết chỗ bỏ. Ta tụng liền lắm. Tụng thiếu có tội. Tội gì? Vấn đề quá rồi. Trời ơi, cái đó mới vui. Cho nên trong cái địa ngục nó vẽ là cái hình là quý thầy mà tụng mà dậm lớp. Giờ này xuống dưới là ngồi là tụng lại. Cái chỗ này này mấy mắc cười nè. Thật sự ra mà nói là giả sử như giờ thầy đang dạy cho quý Phật tử nghe một bản kinh ha. Nhưng mà đầu giữa sau thầy nói vắn tắt đầu giữa sau ba chặng đều lành. Vậy là thầy đã giảng đủ kinh chưa? Đủ kinh chưa? Đủ. Phần đầu, phần giữa, phần sau, ba chặng đều lành. Vậy là đúng hay sai? Đúng rồi. Cho nên là nói là bổ khuyết tâm kinh. Vậy bổ khuyết tâm kinh là bổ khuyết là những cái chỗ nào mà mình tụng thiếu chứ vậy. Vậy là sắc tức thì không, không tức thì sắc, là tụng tức là không, không tức là cái tụng. Vậy là hiểu không? Tụng tức là không, vậy thì cái tụng bao nhiêu đi nữa cũng là không. Vậy gọi là bổ khuyết tâm kinh. Cái chỗ kinh nào mà tụng thiếu giờ tôi bổ cho. À, tụng tức là không, không tức là tụng, đọc tức là không đọc, đọc không đọc tức là đọc, đọc sai tức là tung, tung tức là đọc sai. Cho nên là hòa thượng á, thượng từ hạ thông, hòa thượng mới nói vậy nè. Nói cái gì cũng không đúng là đúng, biết cái gì cũng không đúng là đúng, nghĩ cái gì cũng không đúng là đúng. Nhưng mà mình có tới cái cường độ đó chưa? Chưa. Mình nghĩ trúng là trúng, mình nói trúng là trúng, mình làm trúng là trúng. Còn đằng này, còn thử này nói ngược lại, nói cái gì cũng không trúng là trúng. Tại vì cái trong cõi ta bà này chúng sinh nó chắc trúng, cho nên là nó đang chắc trúng, cho nên nói cái gì không trúng là trúng. Vì nó cố chấp cho nên đừng có nghĩ mình đúng cho nên mình đúng. Vậy thì bữa trước thầy có nói ý đó chưa? Đừng bao giờ cho rằng mình đúng. Nhân vỗ tay lên. Vậy là giờ hợp lý là hỏi câu kinh nè. Vậy là công tụng thiếu kinh vậy có tội không? Vậy câu hỏi được đặt ra, kinh đó ai viết? Vậy từ thời Đức Phật trùng duyên cho đến bây giờ, vậy là viết lại đủ hết không? Không. Vậy là có tội không? Vậy là viết không đủ, vậy là tu tụng không đủ, vậy cũng có tội thế sao? Vấn đề quan trọng là mình hiểu cái ý kinh chứ đâu phải là hiểu đúng hay không. À, hiểu được ý kinh. Vậy thì bây giờ cái bộ nguyên bộ kinh Pháp Hoa, hòa thượng thượng tí hạ quản, ngày rút lại còn có tẩm nhỏ xíu, gọi là kinh bổ môn. Vậy là hòa thượng có làm thiếu không? Hòa thượng mấy cái nội dung cốt lõi. Còn bây giờ mà mình đọc tóm tắt mình không hiểu thì mình cứ lấy cái kinh Pháp Hoa của hòa thượng, cố hòa thượng thượng tí hạ tịnh mình tụng. Còn mình muốn tụng nội dung thì mình lấy kinh bổn môn của hòa thượng thượng trí hạ quản, anh tụng là đủ kinh Pháp Hoa. Phần tích môn, phần bổn môn muốn tụng phần nào đó tụng. À,
Rồi bây giờ giả sử như kinh A Di Đà, vậy thầy Nhật Từ ông rút cái kinh A Di Đà lại. Giờ này không có còn nói là thượng phương, hạ phương, là đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương, phương trên, phương dưới gì. Bây giờ ngài cứ lấy danh hiệu ra, xong bắt đầu ngài nói là phương trên nó có danh hiệu Phật nào, phương dưới có danh hiệu Phật nào, phương đông có danh hiệu Phật nào, cuối cùng ngài nói là tất cả chư Phật trong 10 phương đều khác biệt, đồng lời nói như vậy. Vậy là ngài tóm tắt vậy là có thiếu kinh không? Không, ngài tóm tắt nội dung là sao thiếu được. Cho nên là mình nói thiếu không có đúng. Cho nên thầy thì đụng khúc đầu, khúc cuối. Nói sao thầy bỏ khúc giữa, thầy khúc giữa cũng giống khúc đầu, khúc cuối vậy con anh. Vậy là hỏi con có hiểu không? Con còn không hiểu, thầy có đụng nhiều đi nữa, con cũng ngồi con tơ tơ rồi con hiểu thầy đụng cho hết chứ. Con cũng đâu hiểu là vậy thì phần đầu con cũng không hiểu, phần giữa con không hiểu, phần cuối con không hiểu, giống nhau, tụng nhiều cũng không hiểu. Vậy giống nhau hay cái nhà? Giống nhau. Vậy là tôi nói nhiều nữa. Vấn đề quan trọng là có hiểu không? Nếu hiểu tôi nói một câu cũng hiểu, mà không hiểu tôi nói 10 câu cũng đâu có hiểu. Hiểu ý đó đó, để không có chấp vào là con trì chậm hay trì nhanh, là cái dòng linh có nghe không. Vấn đề là nếu họ nghe một câu thôi họ đã siêu rồi, còn họ không nghe thì họ có nghe một buổi đi nữa họ cũng có siêu. Cho nên là thầy cố gắng thầy giảng ngàn miếng gọi là mưa lâu thấm đẫm, đúng không? Cứ lo thầy qua thầy mưa, lo thầy qua thầy mưa để cho nó thấm đẫm. Chứ thật sự là thầy nói xong rồi về giữ quý vị nói lại nói được không? Không, tại vì thầy quân tập nhiều đời nhiều kiếp, cộng với đời này là thầy nhiều chuyện nữa. Chứ quý vị ít chuyện quý vị không nói ra đâu. Vâng. Rồi, không quên bỏ qua. À, chú vẫn nghe thầy nói là cái thề có cô các thầy nói là phải từ 4 giờ sáng là dậy, nó tập nhất là 5 giờ, rồi là đang phải lên 6 giờ thì là coi như là con thần mong mắt người ta đi rồi thì là ta không chứng cho nên nữa. Ông cái này vui nè. Ừ. Rồi. Con nhận cụ hay thiệt. Rồi bây giờ nó sẽ lăng nghiêm. Rồi. Nên tụng vào lúc mấy giờ? Gọi là giờ tụng. Giờ tụng 4 giờ AM. Nếu qua khỏi giờ này chư thiên đi ngủ. Thật sự ra đó cái quả địa cầu mình nó nhẹ nè. Rồi Long thần hộ pháp đi nghỉ vào lúc 6 giờ đi nghỉ lúc thôi để 7 giờ trở lên đi. Thôi để 7 giờ đi, 6 giờ giấc cũng còn được. Rồi. Vậy thì bây giờ mặt trời mọc long thần nghỉ à. Thì thực sự ra vậy nè, bây giờ cái quả địa cầu mình nó quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời, quay quanh trục của nó 24 giờ và quay quanh mặt trời 365 ngày 6 giờ. Tại sao nói 6 giờ? Vì nó 4 năm nó lại nhuận 1 tháng, cho nên gọi là 6 lần 4 = 24. Nó nhuận, nó có 6 giờ thôi đó, vậy mà nó cũng nhuận vậy. Mỗi. Vậy thì bây giờ mình tính coi cái quả địa cầu này nó quay, thì nó quay ngay cái trục này nè. Thì ở đây á, được gọi là không không. Cái trục này gọi là không giờ. Nhưng mà nó quay lệch cái trục này thì bắt đầu nó đến 1 giờ. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ vậy đó. Vậy thì
cái quả địa cầu mà nó quay lệch qua thì cái giờ nó khác nhau, nhưng mà cái giờ của cái chỗ này là một giờ, nhưng mà cái trục này vẫn có cái trái đất, cái quốc gia khác nó lên tới trên cái trục này, cho nên nó lên tới 0 giờ. Giả sử như bây giờ này có 0 giờ không? Có. Và trên quả địa cầu này có rời khỏi 0 giờ không? Trên quả địa cầu này có cái chỗ nào nó rời 12 giờ không? Có nghĩa là trên quả địa cầu này có hết 24 giờ. Nghĩa là 24 giờ này là cho quả địa cầu này, cứ chỗ này 0 giờ thì chỗ kia 1 giờ, chỗ nọ 2 giờ, chỗ nọ 3 giờ. Chứ không bao giờ trên quả địa cầu này vắng 0 giờ, vắng 12 giờ trưa. Cho nên trên quả địa cầu này lúc nào Phật cũng được cúng, chứ không có giờ nào mà không cúng Phật được. 12 giờ đêm tôi vẫn cúng Phật được. Hỏi tại sao giờ này đi cúng Phật? Tôi nói giờ này tôi quán chiếu bên Mỹ đang cúng, tôi cúng. Đúng không? Giờ này bên Mỹ cúng mà. Tại sao bên Mỹ cúng Phật được mà ở đây tôi cúng Phật không được? Cho nên chúng ta cố chấp. Còn cái việc mà trì chú lăng nghiêm là để giải cái nghiệp của mình. Chú lăng nghiêm là để giải nghiệp. Trong truyền thuyết có ghi trở lại là bài chú lăng nghiêm này là do Đức Phật nói để cho Ngài Văn Thù Sư Lợi đem chú lăng nghiêm này đi cứu Ngài A Nan. Ngài A Nan bị ma đăng già nó dùng cái tà thuật nó làm cho Ngài A Nan bị mê hoặc không còn biết mình là ai, cho nên Ngài A Nan mê ma đăng già. Thì Đức Thế Tôn nói chú lăng nghiêm để cho Ngài Văn Thù Sư Lợi đi cứu A Nan. Vậy thì con có kinh thì nói Ngài Thá Lợi Phất đi cứu, có kinh thì nói Ngài Văn Thù Sư Lợi đi cứu, thì ai đi cứu cũng được, thầy Xuân đi cứu cũng được, nhưng mà đem cái chú lăng nghiêm này tới tụng thì nó tan đi cái chú tà thuật. Vậy thì ai mà bị bùa chú mê hoặc gì lấy chú lăng nghiêm tụng là banh trần hết trơn. Rồi bây giờ cái chú lăng nghiêm là để giải cái bùa mê thuốc lú. Chú lăng nghiêm là để giải bùa mê thuốc lú. Vậy thì bây giờ này mình tụng vào lúc 4 giờ sáng là có thêm ý nghĩa gì? 4 giờ sáng là cái giờ này người ta dậy, người ta giết. Dậy sớm giết mổ à, có khi giết gà, giết vịt, mổ heo, mổ bò, mổ trâu. Cái giờ này là người ta giết mổ. Nhưng mà 3 giờ là nó giết rồi, 4 giờ là ra tới chợ rồi, cho nên 4 giờ là cho bộ là trễ rồi đó. Cho nên là 3 giờ 30 là đã thức chúng là hôn chuông. Cho nên trong kinh cũng có nhắc đến một câu chuyện về cái việc mà hôn chuông này. Đáng ra hôn chuông để cho chúng sinh thức tỉnh giảm giết. Mà đằng này có một ông đồ tể, ông kế bên chùa, cho nên ngày nào tới giờ hô chuông giống như kêu ông dậy để giết chứ. Cái này nó nguy hiểm. Cho nên trong tục đế đó, trong cái lợi đó, nó có cái hại, chứ không phải là chỗ nào cũng lợi không đâu. Cho nên cái tiếng chuông chùa dậy hô chuông thì ông đồ tể ông dậy ông giết. Thì bắt đầu bữa đó là tới phiên của thầy khai hô chuông. Thì cái con bò đẻ, cái con bò mà nó chữa nó sắp đẻ đó, nó hiện vô qua, nó nói trong giấc mộng thầy, nó nói sáng nay thầy đừng có hô chuông. Hỏi sao sáng nay thầy đừng hô chuông? Thì thầy chỉ miễn thầy đừng có hô chuông là được. Thì khi sáng á, ban đêm con bò nó tới, nó hiện thân lên, nó nói với ông, xin ông là sáng nay thầy hô chuông trễ một chút.
thì lúc ổng hô chung ổng ổng dậy ổng giật mình thì sáng nay ổng về trễ nè 7:30 là cho nên là ổng không có hôn chung, cho nên cái ông đồn ở ổng không có dậy ổng giết thì con bò đó mới sống. Ổng giết trễ quá ổng đem ra ổng bán đâu bán được, cho nên thôi ổng không giết, mà ổng không giết cho nên bò mẹ đẻ ra bò con. Từ cái chỗ đó đó mà nói rằng là cái việc hôn chung này là phải suy nghĩ lại, chứ không phải ngày nào mình chọn chung đúng giờ đó là tốt đâu, chứ chưa chắc gì tốt. Mình đang tiếp tay cho cái kẻ ác thì nói vậy thôi, chứ còn các cái phong tục tập quán ở chùa là theo luật lại là cứ 3 giờ rưỡi là phải hôn chung, thì tất cả các chùa nào cũng 3 rưỡi phải hôn chung, rồi bắt đầu 4 giờ công phu, vậy bắt đầu công phu nè. Vậy thì cái lời kinh Lăng Nghiêm này nè nó có cái ý nghĩa gì nữa? Cái lời kinh Lăng Nghiêm này có ý nghĩa gì nữa? Là bây giờ nó có ý nghĩa là giải cái oan hồn, giải các oan hồn. Trong hư không thì sáng tụng kinh Lăng Nghiêm là thầy cũng thường nói như vậy để quý thầy quý cô nghe. Thầy nói là cái lời kinh Lăng Nghiêm này nè nó vang khắp hư không để các cái oan hồn còn đang bất phưởng trong cái dòng quan cái giai trả trả ba là vơi bớt đi, để cho cái bầu không khí này nó không có chật ních đầy dẫy những cái oan kiên phức tạp. Nhưng mà cái con người mình, cái thân của mình, cái giờ sáng này là cũng là cái giờ mà các oan hồn nó đầu thai. Cho nên khi mà chúng sinh mà không có thức tỉnh để mà tụng kinh bái sám mà ngồi thiền mà lễ Phật thì giai đoạn này là giai đoạn mà chúng sinh ái rất lớn. Do vậy mà những cái quan hồn nó đầu thai thì phần lớn trước khi nó đầu thai mà nó nghe kinh thì cái chúng sinh nó đỡ. Cái này là cái oan trái của chúng sinh, cái nghiệp lực của chúng sinh. Và các cái chúng sinh các nó đầu thai vào lúc mà chúng sinh. Cho nên là khi giải thích cái vấn đề này thì cái phần âm dương nó kết hợp trở lại, nó tạo ra một cái tia sáng. Cái tia sáng này nè là chỗ các cái oan hồn nó tái sinh. Thì cái kinh Lăng Nghiêm này là để giải nghiệp cho các oan hồn nó đi tìm người nó đầu thai để nó đòi nợ, tụng kinh để cho nó nghe. Còn ở sở dĩ bên Tây này mà tụng tới 7-8 giờ là giờ đó nó mới bắt đầu nó dậy. Còn bên Việt Nam là phải tụng kinh cái giờ đó, là bởi vì giờ đó nó dậy, Việt Nam nó ngủ sớm. Cái người ở dưới quê là 7 giờ nó ngủ rồi. Rồi 3 giờ là nó dậy nó đi buôn bán rồi. Thì cái giờ đó, cái giờ đó là cái giờ của phương Đông. Còn qua phương Tây là phải tụng vào lúc 8-9 giờ. Nó ngủ 10 giờ nó mới dậy. Cho nên mình phải tùy thuận. Chứ qua phương Tây mà 3-4 giờ nó mới nằm chỗ nó ngủ, mà mình tụng là mình nghe tiếng chuông tiếng mõ là nó cập lên. Thấy không? Nên mình phải tùy thuận chứ. Cho nên ai nói mà tới 6-7 giờ mà chư thiên long bát bộ không có gia hộ nữa đi hết, thì cái này là mình tụng kinh không có phải cần họ gia hộ đâu anh. Mình tụng kinh bằng định lực của chính mình, chứ không phải mình tụng kinh để mình nhờ các ông đó gia hộ đâu nha. Nhưng mà nghe tiếng chuông là gia hộ à, vì cái chuông cái mỏ này có chư thiên gia hộ nè. Cái cuốn kinh nó có chư thiên hầu, là tứ đại thiên vương hầu kinh nè, chứ không phải nào mà tôi lật cuốn kinh ra mà không có tứ đại thiên vương được đâu. Ổng hậu hậu kể ổng chứ đâu có ăn nhầm gì tu. Ở đây là mình tu cho mình hay mình tu cho ổng? Tu cho mình, có nghĩa gia hộ trong chuyện mất của ổng. Mất mới phải quan trọng tới chỗ là ổng có gia hộ hay không tu tụng. Vậy tôi ở trong tù. Quanh năm xuống tác tôi đâu có thấy ánh sáng nào đâu. Vậy ở trong tù tôi truyền kinh ra không có ai gia hộ. Chẳng đâu. Ở trong tù, ở trong hang động tối tăm mà gọi là tù, mà tù trung thân, tù không có ngày ra, ở trong cái cảnh đêm dài tăm tối đó thì chú Lăng Nghiêm nữa thì
Bồ Tát khi vô tới nơi ánh sáng trùm khắp ở trong đó, lúc đó mà còn trì được cái đó mới tiện. Cho nên bà cụ tin tưởng cái vụ mà ta trì để cho sáng cái tâm ta, chứ không phải là ta trì Thiên Long Bát Bộ Gia Hộ. Còn có nhiều người mê tín mà hiểu rằng Thiên Long Bát Bộ Gia Hộ thì suốt đời họ chỉ vì Thiên Long Bát Bộ mà trì, chứ không phải vì chính họ mà trì. Như vậy thì người đó có cai mở tâm của mình. Nhưng mà mình có đồng ý không? Còn không đồng ý họ được. Nhưng mà bà cụ hiểu ý này không nè? Phải hiểu là kinh Lăng Nghiêm là tụng cho ai nha? Lăng Nghiêm là tụng để giải cái quan nghiệp của chính mình, sôi sáng chính mình, chứ không phải tới kinh Lăng Nghiêm tụng cho người khác đâu. Nhưng mà Lăng Nghiêm là phải học thuộc, còn không học thuộc là ngồi đó dò dò theo bổn kịp, đọc nó lẹo lưỡi làm sao? Thuộc rồi mà còn trì lẹo lưỡi, nhưng mà trì nhanh thì nó không bị lẹo nghe. Tại trì nhanh mà nó lẹo thì bổ quá. Nhớ là cái đó nha. Trong kinh nó có nhiều mánh khóe lắm mà. Khi tôi cổ tụng mà nó lẹo lưỡi là tôi bỏ qua à. Nhưng mà tôi hiểu. Cho nên là y như thì chú Đại Bi mà đến cái chỗ là Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ, Bồ Đà Dạ, Bồ Đà Dạ như thế thì dạ đó. Thì lúc đó tụng như nè. Đi nhau. Nghe được gì không? Biết tại đề. Nhớ gọi là nửa viên thôi là nó đã khó tụng rồi, khó lắm. Cho nên cứ ngồi đó chưa biết tụng, cứ ngồi đó nhét. Theo mai mốt mà mình nhét mà ra tiếng thì lúc không được. Còn mình nhét chưa ra tiếng cứ ngồi nghe nhét tới ra, đây gọi là tụng nhét. Hát mà nó còn hát nhét nữa. Nhớ đây sẽ nhiều hát cái điệu mà. Và lúc đó nếu mà mình chỉ cần trái nhiệm chút chút là nó tức lắm, hát mà nó tức. Tụng kinh cũng vậy mà, ai mà thọt vô tức nó chết, thọt vô là phải là phải hộ cho người khác người ta đi, còn ngành này mình hộ vô cái nó cắt, hộ vô cái nó cắt, rồi bởi vì mình chưa có đi theo cái thông cái dòng. Bà cụ nhớ nha, bà cụ cứ thoải mái, bà cụ trì lúc nào cũng được hết, chứ không có cần phải Thiên Long Bát Bộ gia hộ gì hết. Rồi mày nghĩ được chưa? Mời quý vị đứng dậy.